đại nghĩa sĩ Tân Dân Chủ. Hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Đây, chương trình phát thanh của Bộ Thông tin Văn hóa Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Trân trọng kính mời đồng bào và quý chiến hữu đón nghe. Mở đầu, chúng tôi trân trọng mời đồng bào và quý chiến hữu nghiêm chỉnh nghe bản quốc ca Việt Nam. Xin mời tất cả quý vị đứng dậy để long trọng làm lễ chào quốc kỳ. Tất cả chú ý, quốc ca Việt Nam. Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Tin đặc biệt, từ tờ mờ sáng ngày mùng 2 Tết Tân Mùi, tức là 16 tháng 2 năm 1991, những bô lão, thân hào nhân sĩ và đồng bào Việt Nam đã tề tiệu đến văn phòng thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đặt tại thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản, vùng Nam Cali, để chuẩn bị cho đại lễ chính thức ra mắt Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Có những bô lão, những chiến hữu từ khắp nơi xa xôi đã về đến California, Hoa Kỳ từ tối đêm qua, ngủ lại nhà người quen hoặc do văn phòng thường trực tiếp rước. Mọi người đều nô nức, lẫn hồi hộp chờ đợi biến cố trọng đại lịch sử và rất phấn khởi này. Trong lòng những người con yêu quý của Tổ quốc Việt Nam chỉ có một tâm niệm duy nhất là đoàn kết cho đại cuộc cứu nước, cứu dân. Từ phía ngoài hội trường, cờ xí, biểu ngữ phất phới như chia vui với toàn dân Việt Nam về hy vọng của một ngày hồi hương trên một đất nước thân yêu, không cộng sản. Ngoài những khẩu hiệu chào mừng quan khách và chào mừng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời chính thức ra mắt, chúng tôi đọc được một số các khẩu hiệu rất là quyết tâm như lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, hoặc 16 tháng 2 là ngày tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam, vân vân. Trong hội trường, các chỗ ngồi còn trống vì hôm nay là mùng 2 Tết. Có rất nhiều người còn bận vui xuân hoặc vì quá xa nên không về kịp.
cũng có người chưa được tin quan trọng này nên không tham dự được. Quan khách tham dự thuộc các tôn giáo Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Tin Lành. Có những vị trong các tổ chức chính trị hoặc các chính đảng Việt Nam, Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Duy Dân, lực lượng kháng chiến của tướng Hoàng Cơ Minh, của ông Võ Đại Tôn, của các phong trào. Tuy nhiên, mọi người tham dự đại hội này chỉ với tư cách là quốc dân Việt Nam, không thấy một đại diện nào của người ngoại quốc đến dự, chỉ thấy toàn là người Việt, đặc biệt là các bô lão trong bộ quốc phục màu xanh da trời đậm, rất trang nghiêm và đầy tính dân tộc. Một bàn thờ tổ quốc Việt Nam được bày biện rất trang nghiêm và trịnh trọng, với nhang đèn, khói hương nghi ngút. Sứ ngôn viên là cựu trung tá không quân Nguyễn Phước Thường, bằng một giọng nói chắc chắn và bình dị của người miền Nam, đã bắt đầu giới thiệu chương trình buổi đại lễ. 11:20, đại lễ ra mắt Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời khai mạc. Sau phần chào quốc kỳ và mặc niệm, ông Trần Ngọc Dương, bí thư khu bộ Nam Cali, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, đại diện phong trào tóm tắt lịch sử hình thành Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến đức khiêm nhường của ông Đào Minh Quân và sự tín nhiệm của quý bô lão và nhân sĩ dành cho một thanh niên chưa quá 40 tuổi này. Đã bao nhiêu đại hội, đã bao lần tiếp yêu cầu, nhưng ông Đào Minh Quân đã từ chối để cố mời gọi thêm nhân tài ra giúp nước. Đặc biệt trong lần này, tình hình quá cấp bách, ngay sau khi Hoa Kỳ giải quyết Trung Đông, sẽ giúp đỡ giải quyết tình hình Việt Nam, nên cần có ngay một chính phủ để chuẩn bị cho việc thương thảo tranh đấu cho quyền lợi chung của đất nước và đồng bào Việt Nam, nên ông đã nhận lời sau gần 4 tuần lễ hội thảo gay go với các nhân viên văn phòng thường trực và quý bô lão. Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành, đi là đi chiến chiến, đi là đi quyền thắng, đi là mang linh hồn non sông, đi là đi quyền chiến, đi là đi quyền thắng, bước lên đây hồn Việt Nam, kèn ta theo tiếng chân nhau rộn rộn xa xa, tiếng gào thiên tha, từng lời chính khi sau phần tóm lược của ông Trần Ngọc Dương, cụ Phạm Vũ đã trịnh trọng hướng dẫn Chủ tịch phong trào thanh niên sinh viên học sinh Việt Nam Tân Dân Chủ vào hội trường. Mọi người vỗ tay hoan hô vang dội. Đến phút này, mọi người mới thật sự an tâm, vì trước khi đại lễ khai mạc, vẫn có tin đồn gây hoang mang cho rằng ông Đào Minh Quân đến giờ chót vẫn bị áp lực từ mọi phía để ngăn chặn không cho ông chấp nhận nhiệm vụ thủ tướng trong lúc này. Nhưng ông đã hóa giải tất cả mọi đe dọa và áp lực để thản nhiên tiến vào hội trường với một dáng điệu rất nhu hòa, bình tĩnh, đúng tư thế của một nhà lãnh đạo. Cụ Lê Văn Dầu đại diện cho những người dân Việt bị Cộng sản cướp nước tiến lên máy ghi âm để chính thức đọc thỉnh nguyện thư mời ông Đào Minh Quân ra đảm nhiệm trọng trách thủ tướng để lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn sóng gió trước khúc quanh gay go lịch sử này. Sau đó là phần trình thỉnh nguyện thư đại diện cho những người Việt bị Cộng sản cướp nước, gồm một lão niên, một trung niên và một thanh niên, tiến đến chỗ ngồi của ông Đào Minh Quân để trình thỉnh nguyện thư. Người thanh niên đã kính cẩn đứng lên đón nhận lời thỉnh cầu và cùng các bô lão làm lễ tế cáo trời đất. Đúng chính ngọ, 12 giờ trưa, lễ tế cáo thiên địa cử hành. Tất cả hội trường trang nghiêm kính cẩn. Những người hiện diện gần như nín thở, cơ hồ đảm nhận được, nghe được hồn thiên sông núi. Những người quốc mày quốc mặt trở về, thời gian như ngừng lại, không gian như bao trùm linh khí của dân tộc. Thủ tướng trịnh trọng tiến đến bàn thờ tổ quốc, quỳ xuống lễ bái khấn vái, cầu xin hồn thiên sông núi, anh linh liệt tổ,
anh hùng tử sĩ, những người đã hy sinh cho tự do trong các nhà tù Cộng Việt, oan hồn những người đã chết tức tưởi ngoài Biển Đông, trên đất liền, trên đường vượt biên, về trong buổi đại lễ này để chứng giám cho lòng thành các con dân Việt Nam và lòng thành của Thủ tướng. Đại hội tự dưng bật lên nhiều tiếng khóc cảm động. Thủ tướng đứng dậy làm lễ bái bàn thờ Tổ quốc một lần nữa. Kế đến là phần tuyên thệ. Thủ tướng tuyên thệ trước Tổ quốc và quốc dân Việt Nam năm điều. Điều 1: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam. Điều 2: đặt để quyền lợi Tổ quốc và nhân dân Việt Nam trên hết. Điều 3: luôn luôn chí công vô tư, trung tín lễ nghĩa, cần kiệm liêm chính. Điều 4: sẵn sàng hiến thân mạng và tâm trí cho đại cuộc giải cứu dân tộc. Điều 5: thực thi đại đoàn kết mọi thành phần quốc gia chân chính, không cộng sản, để cứu quốc an dân. Sau phần tuyên thệ của Thủ tướng là diễn văn chào mừng tiêu biểu ba thế hệ lão niên do cụ Thần Phong Nguyễn Hải Triều đọc trước đại hội, trung niên do ông Nguyễn Đức Sĩ tức nhà văn Chánh Trung phát biểu, và thanh niên do anh Nguyễn Trọng Nhân trình bày. Phần cảm động nhất trong đại lễ, và chưa bao giờ có một hội đoàn hay một tổ chức nào từ xưa đến nay có ý nghĩ hay mong niệm để thực hiện, đó là phần ba quốc dân Việt Nam dâng quốc bảo lên Thủ tướng. Ba quốc dân Việt Nam này đã từng hy sinh một phần thân thể cho Tổ quốc Việt Nam, và nay hứa tiếp tục hiến dâng phần còn lại cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trong sứ mạng giải cứu dân tộc. Cụ Trọng Nghĩa đã hy sinh một chân trái và nửa gót chân phải cho Tổ quốc. Cụ Trương Trọng Du đã hy sinh một mắt phải cho Tổ quốc, và anh Nguyễn Xương đã hy sinh một cánh tay phải cho đất nước. Ba vị thương phế binh anh hùng và quả cảm này đã trịnh trọng dâng quốc bảo lên Thủ tướng. Quốc bảo này không phải là vàng ngọc, mà là tâm huyết, sinh mạng, là huyết thư của hàng trăm đồng bào Việt Nam dùng chính máu của mình thực thi khắc ngôn do Tổ chức Dân sử Việt và Hội lễ nghĩa liêm sĩ góp lại trong 10 năm qua, đã kính dâng lên quốc tổ Hùng Vương trong đại hội truyền thống Diên Hồng tổ chức tại San Jose, và cuối cùng là dâng lên Thủ tướng Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Thủ tướng đã quỳ gối kính cẩn tiếp nhận, đã ôm lấy quốc bảo bật khóc vì thương dân nước và vì cảm động trước ân tình nghĩa cử cao quý mà đồng bào dành cho ông, nhất là vì xót xa thương kính những vị anh hùng lẫm liệt của Tổ quốc Việt Nam đang đứng trước ông với cả tấm lòng thân thương yêu kính. Đại hội lại bật lên những tiếng khóc vui sướng lẫn nghẹn ngào vì quá cảm động, và cũng vì cảm thông được tấm lòng của các con dân Việt Nam, của Thủ tướng và các anh hùng thương phế nhưng đầy cương quyết và anh dũng này. Trong lòng mọi người không ai tránh khỏi suy nghĩ, những ai có mắt mà làm ngơ, không nhìn thấy chính nghĩa dân tộc, thì hãy lấy gương người một mắt, cụ Trương Trọng Du đây, mà tự vấn lương tâm. Ai còn chân cẳng đầy đủ mà không bước đến đại hội này, thì hãy nhìn gương cụ Trọng Nghĩa từ hàng ngàn cây số về đây tham dự đại hội. Ai còn hai tay mà không muốn đóng góp nhiệm vụ cứu dân tộc, thì hãy xem gương người một tay Nguyễn Xương đang hiên ngang thường xuyên góp mặt với chính phủ. Sau khi Thủ tướng tiếp nhận quốc bảo, Sướng Cung Viên mời ông lên máy vi âm để đọc lời hiệu triệu. Thủ tướng bằng một giọng khiêm tốn, hiền hòa, giản dị đọc một bài tâm huyết mà ông không gọi đó là lời hiệu triệu, mà chỉ xin gọi là những dòng tâm tư kính cẩn gửi đến đồng bào và quốc dân Việt Nam. Với tư cách là một thanh niên Việt Nam, chính Thủ tướng đã không dằn được cảm xúc nhiều lần khi nhắc đến những chết chóc, đau khổ, tù tội của đồng bào và các chiến hữu. Bài đọc của Thủ tướng đã làm cho cử tọa rơi lệ nhiều lần, cũng như vỗ tay không ngớt và bật lên những tiếng hô đả đảo cộng sản vang dội trong hội trường. Kính lạy hồ thiêng sông núi,
anh linh là đời liệt tổ, kính lạy những oanh hồn uổng tử đã hy sinh cho tổ quốc Việt Nam, kính lạy những oanh hồn đang vất vưởng tại biển Đông, trên các miền đồi núi lục địa hay trong lao tù ngục ung của cộng Việt. Kính thưa đại hội và các chiến hữu thân kính, tôi là Đào Minh Quân, một thanh niên Việt Nam, là con cháu của nhân dân Việt Nam. Trước hết, trân trọng chào mừng và cảm tạ tất cả quý vị đại biểu, nhân sĩ và quý chiến hữu từ bốn phương khắp thế giới lặn lội về đây tham dự đại hội để ủng hộ ngày ra mắt chính phủ, cũng như để ủng hộ việc làm của hậu sinh này, nên từ đáy lòng thật xúc động và chân thành cảm ơn trước tấm lòng yêu nước cao cả, thiết tha với tiền đồ dân tộc của quý vị, của các chiến hữu. Nhân dịp đầu xuân Tân Mùi, kính chúc tất cả quý vị và bảo quyết được an khang, sức khỏe và thắng lợi. Đào Minh Quân là người sinh sao đẻ muộn, chẳng dám khinh suất trong việc trọng đại của quốc gia. Nhưng trong lúc này, tình thế quá cấp bách, mà chính phủ vì mới phôi thai, quá nhiều chông gai, quá nhiều thử thách, quá nhiều sự đố kỵ, nên dù đã kêu gọi, nên dù đã khẩn cầu nhiều lần, mà chưa có vị nào đứng ra đảm nhận trọng nhiệm lãnh đạo con thuyền quốc gia trong cơn bão tố này. Do đó hậu sinh phải tạm thời cán đáng, lòng đầy lo lắng phân vân, không vì lo cho những kẻ bàn quan chê bai cho rằng tham danh lợi, hay ngại chính những người chung giới tiếng chống ta, nhưng lo đây là vì tài trí còn thô thiển, kinh nghiệm còn quá ít ỏi; ngại đây là thân gánh vác việc trọng đại của nước nhà, mà nếu không thành thì tội cho dân chúng, và trách nhiệm kia một mình sao gánh được. Dẫu biết rằng khi nhận trọng nhiệm này là tử thù của cộng Việt, là chấp nhận tất cả sự chống phá của nhiều thành phần Việt Nam, của những kẻ thù của dân tộc Việt Nam, đến bất cứ từ hướng nào, bất cứ hình thức nào, nhưng hậu sinh này sẵn sàng chấp nhận vì lòng quyết tâm muốn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của toàn dân, vì sự đau đớn khôn cùng của đồng bào Việt Nam đang quằn quại kêu than, đang đổ máu và nước mắt ngày đêm trong địa ngục đỏ bên kia bờ đại dương. Một lòng tin tưởng rằng tấm lòng thành và thẳng thắn của những người con một lòng trung thành với tổ quốc Việt Nam này sẽ động lòng các bậc trưởng thượng, các anh chị em thanh niên và đồng bào Việt Nam, để rồi cùng chung sức mà lo cho đại cuộc. Kính thưa đại hội, kính thưa đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chim kia thì có tổ, nước kia phải có nguồn. Nếu còn là người Việt Nam yêu tổ quốc thì làm sao quên được trách nhiệm giải cứu đồng bào đang lầm than trong quốc nội. Đây là nhiệm vụ của toàn dân, không phải của riêng ai. Họa cộng Việt đầy đọa nhân dân ta,
dày xéo đất nước ta. Ai mà không đau lòng, ai mà không uất hận? Chỉ có những người không còn nhận mình là dân tộc Việt Nam mới nhắm mắt làm ngơ, mới khoanh tay cúi đầu an phận. Nhất định phải dẹp đóng thì nhân dân ta mới yên mồ ấm mã. Phải dẹp đóng thì nhân dân ta mới thoát cảnh đầu đường xóa chợ. Phải dẹp đóng thì bà con ta mới có ruộng vườn canh tác tự do. Phải dẹp đóng thì chiến hữu ta mới thoát khỏi cùng gông tù tội nhục nhã. Phải dẹp đóng thì mới cứu được đồng bào ta trong các trại tị nạn không biết đi về đâu, chỉ chờ mong từng giờ từng ngày, mong khi đất nước thoát gông cùm cộng Việt để được trở về quê hương nơi chôn nhau cất rúng. Phải dẹp đóng thì con cháu mới được học hành tới nơi tới chốn. Phải dẹp đóng thì những người già yếu bệnh tật thương phế cô nhi tử sĩ mới được chăm lo an ủi. Phải dẹp cổng thì nhân dân ta mới có cơm no áo ấm. Phải dẹp cổng thì đồng bào ta mới được cởi mở buôn bán làm ăn. Phải dẹp cổng thì dân tộc ta mới tiến lên cùng năm châu thế giới. Phải dẹp cổng thì tương lai đất nước mới vinh hoa. Chỉ có người Việt Nam chúng ta mới quyết định được vận mệnh của chính tổ quốc chúng ta. Chỉ có người Việt Nam chúng ta mới quyết định được chế độ chính trị và tương lai của đất nước chúng ta. Nỗi đau được mất nước phải là sức mạnh, lòng căm thù cộng Việt là ý chí quyết tâm. Mỗi một người Việt Nam góp một bàn tay, mỗi một người dân góp một lời nói chính nghĩa, thì đó là những chiến sĩ, thì đó là những vũ khí đánh thắng cộng Việt một cách dễ dàng. Thành công hay thất bại không phải là trách nhiệm của chính phủ hay ông thủ tướng tầm thường này, mà phải do chính quốc dân và đồng bào Việt Nam mới quyết định được mà thôi. Gương Điền Dân, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Thánh Tổ Hưng Đạo Vương, Quang Trung Đại Đế còn đó, lịch sử thêm một lần nữa nhất định minh chứng hùng hồn rằng khi sơn hà nguy biến, nhân dân Việt Nam cùng đoàn kết nhất trí và thống nhất ý chí, thì không một thế lực nào, không một kẻ thù nào của dân tộc đương xử cho được. Trân trọng kính chào. Đại lễ bế mạc, nhưng không ai muốn ra về. Mọi người đều bịnh rịnh, phấn khởi, muốn ở lại hàn huyên tâm sự và chụp hình lưu niệm với Thủ tướng. Một lần nữa, Thủ tướng lại lên máy vi âm để chuyện trò cùng tất cả quý vị nhân sĩ, đại biểu và đồng bào. Sau đó, Thủ tướng đã chụp rất nhiều hình lưu niệm với mọi người. Có lẽ từ bao lâu nay, trong lịch sử Việt Nam, kể từ ngày đất nước bị Việt Cộng cưỡng chiếm,
Chưa bao giờ có một đại lễ cảm động và nhiều ý nghĩa như buổi đại lễ hôm nay. Chưa bao giờ trong lịch sử mà những người tóc bạc đại diện cho người dân đi thỉnh cầu người đầu xanh ra giúp nước. Chưa bao giờ ý dân lại được bộc lộ một cách trung trực, chí tình như vậy. Người Việt Nam đã thật sự bắt đầu xây dựng một chính phủ do chính người dân khai sinh, cầu chúc cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã từ dân mà ra, phải vì dân mà làm việc, thực hiện được ý dân và đem lại hạnh phúc cho dân vậy thay. Kính mời đồng bào nghe tâm thư của Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam gửi các quốc gia và nhân dân yêu chuộng tự do, công lý trên toàn thế giới. Kính thưa các dân tộc bè bạn, đồng minh năm châu thế giới của dân tộc Việt Nam. Đất nước Việt Nam linh thiêng gấm vóc của chúng tôi luôn luôn tồn tại. Dân tộc Việt Nam vẫn luôn luôn ngẩng mặt hiên ngang. Chúng tôi, những người dân bị Cộng sản cướp nước, vẫn luôn luôn không ngừng tranh đấu để tồn tại và phát triển. Người Việt Nam chúng tôi dù nhận chịu bao thảm cảnh vẫn hãnh diện chung vai chung sức với toàn nhân loại trong tư thế kiên cường bất khuất, đã gánh chịu tất cả mọi thảm họa chết chóc phân ly tù đày, để ngày hôm nay cả thế giới nhìn được bộ mặt thật của Cộng sản, đã góp phần to lớn trong việc giải cộng trên toàn thế giới. Nhân dân Việt Nam chúng tôi đã chứng tỏ được cho toàn thế giới, cho nhân loại và cho các quốc gia, nơi nào có người Việt tị nạn sinh sống là nơi đó có sự phấn đấu chống kẻ thù chung của nhân loại là Cộng sản. Hôm nay, sau hơn 15 năm tan đàn rã nghé, những người dân Việt Nam bị Cộng sản cướp nước đã hình thành được Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Trong giờ phút nghiêm trọng và khẩn trương này, chúng tôi kêu gọi nhân dân yêu chuộng tự do và dân chủ trên toàn thế giới, tất cả các quốc gia đồng minh với nhân dân Việt Nam, hãy sẵn sàng hợp tác, sẵn sàng tiếp trợ cho chúng tôi, giúp đỡ cho chúng tôi lấy lại đất nước chúng tôi, giải quyết được vết thương đau đớn mà đồng bào Việt Nam chúng tôi đã phải gánh chịu từ bao lâu nay. Trong tinh thần hòa bình và bình đẳng, chúng tôi sẽ ghi ơn quý vị và tin tưởng quý vị sẽ đồng ý với chúng tôi rằng không một thế lực quốc tế nào hay một quốc gia nào có thể giải quyết tận gốc rễ nội tình của dân tộc Việt Nam, mà chỉ có thể hỗ trợ cho nhân dân Việt Nam tự giải quyết tình trạng của đất nước mình. Trân trọng kính chào Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kìa đoàn quân chiến thắng trở về rơi nắng hồng, cùng nhau qua câu hát thành công. Lớp lớp xanh phai màu, thấy phất phơ ngang đầu, màu cờ tung bay trước gió. Kìa đoàn quân chiến thắng trở về với sông làng, thành công còn ghi nơi đầu sông. Những tấm gương kiêu hùng thắp phát vui trong lòng, bầu trời thủ đô đón mừng. Thủ đô, đoàn quân ta đã về đây, tiếng reo vang vang về một trời, lớp lớp kim chi bay
quân ta đã về đây. Sau bao nhiêu ngày luôn ước mơ, ngày chiến thắng quay về chốn xưa. Ai về đồng tháp hỏi thăm cây cỏ lá hoa, quân cộng tàn ác chiều nào xây đồ máu xa. Giữa có mưa âm u tiếng thù ngàn đời vẫn trên xác không linh hồ nằm đó. Tiếng sông xa như mưa tiếng thù gục đầu dường như vẫn còn nghe. Thù đô ơi thù đô, đoàn quân ta đã về đây. Chiến công sinh ra đều người người, siết tay trong niềm tin yêu mới. Thủ đô ơi thủ đô, đoàn quân yêu đã về đây. Cho bao quân công nô nát mây, ngày chiến thắng bóng cờ tung bay. Đoàn quân chiến thắng